Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali sẽ chia sẻ với mọi người một mẹo có thể làm đẹp da, làm trắng da, dưỡng da cực kỳ đơn giản hiệu quả tại nhà. Và nếu như áp dụng cách này thường xuyên thì bạn sẽ có một làn da trắng đẹp rạng ngời như mơ ước đấy nhá. Hãy cùng Hali theo dõi ngay video này để biết được công thức tuyệt vời đó là gì các bạn nhé. 2 phút làm mặt nạ chuối và cà chua, da trắng mịn chẳng cần tốn tiền bôi kem. Tận dụng những loại trái cây ưa thích để làm đẹp da thì thật tuyệt vời, làn da sẽ trở nên trắng mịn tự nhiên mà chẳng hề tốn kém. Bạn có chắc những loại mỹ phẩm đang dùng phát huy được hiệu quả như bạn kỳ vọng? Mặt nạ thiên nhiên luôn đem lại cảm giác thư thái, an tâm khi thực hiện. Còn gì tuyệt vời hơn việc những vitamin trong các loại trái cây thiên nhiên trực tiếp thẩm thấu vào da mà không cần qua bất kể công đoạn sản xuất nào khác? Hãy cùng thử ngay cách làm đơn giản dưới đây nhé! Chuẩn bị nguyên liệu chuối và cà chua. Cách thực hiện: nghiền nhuyễn cà chua rồi trộn đều hai nguyên liệu lại với nhau sao cho hỗn hợp có dạng sền sệt. Công dụng: chuối giúp da săn chắc, giảm hình thành nếp nhăn rất tốt nhờ lượng vitamin, chất khoáng và tinh bột dồi dào. Đặc biệt chuối chứa nhiều vitamin A, C, E và kali, làm mềm da tuyệt vời, không bị bong chóc, thô ráp. Thành phần tryptophan cải thiện vùng da tối màu trở nên sáng hơn, đẩy mạnh quá trình làm trắng da một cách hiệu quả chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Cà chua cũng là loại trái cây giúp da đẹp mịn màng rất xuất sắc mà bạn nên tận dụng triệt để. 6 vitamin C, A, carotin, cà chua có khả năng đánh bay tế bào chết, lấy lại làn da căng khỏe, đầy sức sống và sạch mụn. Ngoài ra, chất chống oxy hóa cao làm chậm quá trình lão hóa da, giúp bạn kéo dài tuổi thanh xuân của mình. Đây chính là mặt nạ cà chua và chuối mà sau khi mình đã xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Nếu như các bạn không có máy xay thì hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc dĩa và có thể dầm nhuyễn hỗn hợp này ra nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người bước thứ 2 để có thể đắp mặt nạ này hiệu quả. Bước 2. Làm sạch da với sữa rửa mặt. Hãy thường xuyên tẩy da chết và thực hiện xông hơi đều đặn để loại bỏ hết những cặn nhờn, vi khuẩn tích tụ dưới da. Bước 3. Thoa đều hỗn hợp lên, massage nhẹ nhàng trong 3-5 phút, tiếp tục thư giãn thêm 20 phút nữa. Cuối cùng bạn rửa lại với nước, áp dụng 1 tuần 2-3 lần bạn nhé. Trên đây thì Hali đã chia sẻ với mọi người mẹo làm đẹp cực kỳ đơn giản hiệu quả dễ áp dụng ngay tại nhà. Các bạn cảm thấy nội dung video này của Hali như thế nào? Nếu thấy hay và hữu ích hãy nhấn like, share cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này nhé. Đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe cũng như nhấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo đầu tiên khi Hali ra video mới nhé. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Bye bye!